Ôi ôi ôi, khó khăn lắm mới nhét vào được. Bà lại mở nó ra. Gọn gàng trật tự. Phòng bếp sạch mà mẹ, đúng không? Nồi niêu xoong chảo đều rửa cả rồi, sạch sẽ đó. Nhìn thấy chưa? Trơn tuột. Dầu sót lại đủ để xào thức ăn đấy. Thế này gọi là biểu hiện cũng được à? Bố đúng là không biết tranh thủ. Cố ý đó. Hết cách, quen rồi. Ai kêu chúng ta có lỗi trước chứ? Để bà ấy xả giận, mọi lúc mọi nơi. Còn tốt hơn là tích tụ lại cho con một cơn giận lớn. Tính khí của mẹ con nóng nảy bốc quả liên tục. Bất ngờ hạ nhiệt, nhảy xuống dưới âm độ. Bố thật sự không quen đấy. Có phải bố giỏi liệu pháp ngôn ngữ sao? Bố không nói chuyện tử tế với mẹ xem sao? Nói rồi, mẹ con cảnh cáo bố. Nếu bố còn làm phiền mẹ con, bà ấy không chỉ câm điếc mà còn mù nữa. Con muốn cái nào? Một người mẹ mù sao? Bố sắp không nghiêm túc nữa rồi. Con nói bố nghe chuyện tới bước này, bố chỉ có thể ngoan ngoãn chuộc tội, biểu hiện cho tốt. Hy vọng mẹ con sớm nghe bình phục. Bố cũng biết mà, bố chỉ có con đường này thôi. Nhưng tại sao hôm nay con lại về đây đấy? Cũng không phải là cuối tuần, công ty không phải tăng ca à? Bố đừng nói tăng ca nữa. Cứ tiếp tục như vậy, con cái bố có thể mất cả việc luôn đấy. Chuyện gì thế? Con nói đi. Con không tìm được chủ đề thích hợp. Chẳng phải bố cũng biết công việc của con phải chụp người các ngành các nghề, sau đó trải nghiệm công việc. Nhưng vừa phải có nội dung, có chủ đề, mà phải có độ hot, có biểu đạt. Quá khó rồi. Vì thế con nhắm mắt khép lòng lại. Con quyết định quay bố là được. Quay bố mà còn khép lòng lại. Con ký gì vậy? Chẳng phải nghề của bố đều là đám tang sao? Có qua được cửa sếp con không chứ? Dừng lại. Sao gọi là đám tang chứ? Tang lễ sáng tạo chẳng phải là đám tang sao? Bố đổi công việc lâu rồi. Bây giờ bố làm ở nhà an dưỡng cuối đời. Bố đổi việc rồi à? Đổi khi nào thế? Mới đổi sao? 2 năm rồi. Con chẳng quan tâm bố chút nào cả. Đúng là đồ vô ơn. Không phải. Bố đổi việc sao không nói với con? Bố làm vậy khiến con thấy như con không có mặt trong cuộc đời bố vậy. Con còn thiếu nhiều lắm. Vậy bố nói con nghe, an dưỡng cuối đời này làm gì thế? Ngồi đi. Bố từ từ nói con nghe. Công việc bây giờ của bố thật sự rất có ý nghĩa đấy, con biết không? Nói con nghe như thế này. Bây giờ công việc của bố là nâng cao chất lượng sinh tồn cho người bệnh lúc cuối đời. Nghe có vẻ khó đọc, phải không? Cứ suy nghĩ từ từ. Lúc nữa bố gửi 2 video cho con xem rồi sẽ hiểu. Bố thực sự muốn con trải nghiệm thử công việc này. Nó sẽ giúp ích cho sự trưởng thành sau này của con đấy. Dù công việc của bố là giúp đỡ người khác, nhưng đồng thời cũng có thể giúp bản thân mình. Con không phát hiện 2 năm nay bố thay đổi rất nhiều sao? Bỏ đi, không nói cái này nữa. Muốn quay bố cũng được, nhưng không được quay người bệnh của bố. Vậy con, nếu bắt buộc phải quay họ, buộc phải có sự đồng ý của người bệnh. Nhất định phải chỉnh đốn thái độ quay phim của con. Chúng ta không thể lợi dụng sự đau khổ. Chúng ta phải mang lại sự yên bình cho người khác. Hiểu được 2 điều này thì bố đồng ý cho con quay công việc của bố. Lão Lâm, con thấy lúc bố nói chuyện nghiêm túc rất ngầu. Dương Thắng Nam cũng nói như vậy. Họ thường hỏi tôi rằng, bác sĩ Ninh, cô cho tôi nói điều này không? Bệnh viện chúng ta có phòng bệnh an dưỡng cuối đời không? Tôi nói không có. Cô có kiến nghị gì? Cô có thể giới thiệu cho tôi một nơi không? Xong rồi tôi lại gặp khó khăn. Tôi giới thiệu đi đâu chứ? Tìm một nơi thật sự rất khó. Cảm nhận của tôi chính là, rốt cuộc họ có thể giải quyết vấn đề này ở đâu? Thực sự rất nhiều bệnh nhân vẫn lựa chọn ở nhà. Họ khá thích ở nhà. Nhưng bởi vì trước đây chúng tôi rất ít làm, cộng thêm chúng tôi có rất ít thông tin trong lĩnh vực này, vậy nên nếu nói như vậy, bệnh nhân sẽ rơi vào cảnh bế tắc, rồi tới các bệnh viện lớn. Vậy nên ước nguyện ban đầu chính là, vì tôi cảm thấy người bệnh không có chỗ nào sống nốt giai đoạn cuối cùng, tôi cho rằng khu chung cư và nhà là, nói thế nào nhỉ, nơi đảm bảo an toàn nhất, không ai tranh giành với họ. Họ có giường của họ. Hơn nữa, thực ra trên thế giới này, ở các đất nước phát triển đều có xu thế này, an dưỡng cuối đời. Dường như tôi chưa từng nghe nói tới công việc này.
thực ra chính là cung cấp sự chăm sóc nhân đạo cuối cùng, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người ta vào giai đoạn cuối cuộc đời. Chủ đề này quá nặng nề rồi. Hiện nay con người có áp lực lớn như vậy, mọi người đều thích câu chuyện nhẹ nhàng thú vị. Ai lại thích xem trải nghiệm bi thương vậy chứ? Anh cảm thấy bi thương là vì anh không hiểu rõ. Thực ra mục đích ban đầu của trải nghiệm công việc chính là tìm hiểu các kiểu người khác nhau, đối với các công việc khác nhau trên thế giới này. Muốn xây dựng cầu nối giao tiếp tìm hiểu, thu hẹp khoảng cách xây dựng thế giới yên bình. Ai mà chẳng nói được lời hay. Quay video ngắn muốn nổi tiếng, không thể chỉ dựa vào lời nói tốt đẹp. Được, tôi lấy ví dụ thực tế cho anh. Tập đầu tiên của chúng ta nói về nhân viên giao hàng. Mỗi người ngồi ở đây, ngày nào cũng gọi đồ mua ở ngoài. Nhưng mà mọi người có nhìn những người này nhiều hơn một chút không? Mọi người có biết những người này bị trói buộc trong hệ thống chạy đua với thời gian, họ khó khăn biết bao nhiêu? Tôi không biết mọi người có chú ý, trên xe đạp điện của những người này thường dán băng dính, rất nhiều vết tích. Đây đều là những vết tích bị tai nạn ngã ra đường. Sau khi tập đầu tiên của chúng ta được phát sóng, trong vòng một tuần ở khu vực Giang Châu, tỷ lệ tố cáo nhân viên giao hàng giảm 17%. Đây không phải con số lớn lao gì, nhưng đối với tôi mà nói, tôi vẫn cảm thấy rất tự hào. Nói hay lắm, tiếp tục. Bí từ rồi. An dưỡng cuối đời. Tôi thấy chủ đề này cũng được lắm. Ý tưởng hay, lựa chọn mới mẻ, lại có giá trị xã hội. Bây giờ trải nghiệm công việc của Miu Miu vẫn còn là chương trình đang phát triển, có thể mạnh dạn thử nghiệm. Lên kế hoạch đi. Cụ thể cần phối hợp hay hỗ trợ gì không? Tôi tới đó chuẩn bị trước đã, bởi vì chuyện này liên quan tới sự riêng tư của bệnh nhân. Vì thế tôi cần có được sự đồng ý của họ mới có thể tiến hành quay phim. Được, cần gì thì cứ thoải mái. Được, cảm ơn giám đốc Điền. Hoan nghênh các vị. Tôi là người dẫn chương trình của mọi người. Sau đây là một số mẹo cho người mới. Sau đây, chúng ta xem thử nhé. Có thể tôi sẽ nội dung về vai diễn trong kịch bản tập trung thành hồi ức của mọi người. Mà vai diễn này chính là bản thân của bạn. Làm gì thế? Áo tôi mới mua đấy, anh đừng kéo. Xem dáng vẻ quê mùa của cô kìa. Cô để đại tân nghe thấy, chẳng phải anh ta sẽ yêu cầu tăng lương sao? Tăng lương là việc nên làm thôi. Đại tân thật sự có năng lực đấy. Chớp mắt đã khuấy động được tâm trạng của khách hàng. Cùng một kịch bản, người dẫn chương trình trước đây diễn, tôi còn không biết trong các tình tiết còn có gánh nặng nữa. Đây là người dẫn chương trình hàng đầu ở Giang Châu đấy. Giống nhau được sao? Nhưng Chiêu Nhi này, lần này cô đã lập công lớn cho cửa hàng của chúng ta rồi. Vậy anh thưởng cho tôi thế nào đây? Cô không cần bù tiền cho cửa hàng nữa. Đây chẳng phải là phần thưởng lớn nhất sao? Cô đừng nghĩ tới mấy chuyện tầm thường kia nữa. Chúng ta giữ chặt đại tân cũng có nghĩa giữ được chiêu bài tủ. Cuộc sống tốt đẹp còn ở phía sau đấy, đúng không? Cô còn buồn không có phần thưởng sao? Phải không? Đi, mau lên, mau lên. Mau lên. Cô mau cập nhật thông tin của cửa hàng chúng ta lên đi. Thêm đại tân vào. Tên người dẫn chương trình để ở vị trí đầu tiên, đầu bảng tiệm. Còn phải phóng to in đậm, kèm theo ảnh nữa. Sâu của anh ta có thể tính là sâu vàng, có thể tăng giá lên một chút, cao hơn những người dẫn chương trình khác. Ông chủ, thứ bảy còn xe sâu của đại tân không? Tôi muốn kịch bản 6 người. Nếu có kịch bản vui vẻ thì tốt nhất. Tôi vẫn còn em gái muốn chơi đấy. Có thì có, nhưng mà phải xếp hàng tới đêm. Đêm thì sao chứ? Chẳng phải tôi tới vì đại tân sao? Tới sáng cũng phải xếp hàng. Anh xếp tên tôi về trước đi. Được được được. Tiểu Chiêu, ghi lại đi. Được, buổi tối 6 người, kịch bản ưu tiên. Nào nào, để tôi. Được, cảm ơn nhé. Anh, chỗ chúng tôi mới nhập kịch bản cổ trang. Thật sao? Có thể thay đồ đấy. Tôi lấy cho anh xem. Chắc chắn anh sẽ thích. Không cần đâu. Tôi chỉ hỏi cậu, có phải dẫn chương trình đại tân không? Bây giờ phải rồi. Chẳng phải xong rồi sao? Chỉ cần đại tân dẫn chương trình thì cậu cứ xếp cho tôi đầu tiên, vậy là xong. Được, không thành vấn đề. Bạn quan trọng
Bởi vì bạn là bạn. Dù là vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, bạn vẫn quan trọng như vậy. Lần này con tới trải nghiệm công việc, bố dặn con vài điều đã nhớ hết chưa? Con nhớ rồi. Con đã nghiêm túc nghiên cứu tài liệu bố gửi cho con rồi. Con đảm bảo nghiêm túc đối xử, hy sinh chân thành. Mời phóng viên Lâm. Chỗ này chính là phòng bệnh an dưỡng cuối đời. Dù cũng gọi là phòng bệnh, nhưng ở đây không chỉ cần phải làm giảm bệnh trạng cơ thể, mà còn phải xoa dịu nỗi đau tinh thần. Chúng ta không tăng tốc, cũng không kéo dài cái chết. Phải để người bệnh vượt qua giai đoạn cuối cùng của cuộc đời trong sự tôn nghiêm và bình tĩnh. Con hiểu. Giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Con ghi gì thế? Không cần phải ghi mấy lời nói suông này. Con phải trải nghiệm công việc, không phải điều tra tin tức. Nếu muốn tìm hiểu nghiêm túc về an dưỡng cuối đời, con phải nghiêm túc tới tiếp xúc với người bệnh. Thầy Lâm tới rồi. Chú Trương, hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Tôi mang thức ăn cho cá tới cho anh đây. Họ nói cái này nuôi cá rất tốt. Anh về thử xem sao. Cảm ơn anh. Thầy Lâm, anh xem. Đây là cá ngựa vằn. Cái này, con đó là cá sao xanh. Anh xem, con kia trông khá đẹp. Con này gọi là gì nhỉ? Tôi thực sự không biết đấy. Lát nữa tôi tới chỗ bán cá, họ giúp anh nhé. Con cá nào vậy ạ? Con này con biết không? Con sáng sáng này hả? Đúng, đợi chút con tra thử xem. Tra thế nào? Như vậy. Con này phải không? Đúng rồi. Cá bảo liên đăng, sinh ra ở lưu vực sông Amazon, châu Nam Mỹ. Chú xem. Cái này, đúng rồi. Vẫn là cô bé này có cách. Thầy Lâm, tình nguyện viên mới tới sao? Đây là con gái tôi. Hôm nay tới xem thử công việc của tôi. Con gái anh à, vừa hiểu chuyện vừa xinh đẹp. Thầy Lâm có phúc đấy. Cảm ơn anh nhé. Anh Trịnh, nghỉ ngơi đi nhé. Tôi tới phòng bệnh khác xem sao. Được, chú nghỉ ngơi đi ạ. Có chuyện gì cứ nói tôi nhé. Được, được, được. Nuôi cá tốt thật đấy. Có phải giúp người khác cảm giác thoải mái hơn không? Dù không làm gì to tát cả, chỉ là việc đơn giản thôi, nhưng con cảm thấy người bệnh vui vẻ. Con cũng cảm thấy có thành tựu. Độ người chính là độ mình. Nhớ rõ cảm giác này nhé. Rất khó có được. Mẹ Vũ Gia, sao thế? Gặp bố con bé chưa? Gặp rồi, gặp rồi. Vẫn phải cảm ơn thầy Lâm đã giúp đỡ. Tình trạng vẫn ổn chứ? Yên tĩnh hơn trước đây rồi. Chỉ là không thích nói chuyện. Hay là tôi kêu bố con bé tới đây vài lần nữa? Tôi thấy chuyện này phải theo trình tự mới được. Chị phải hiểu rõ cảm giác thực sự của đứa nhỏ là gì. Phải bảo thủ một chút thì tốt. Anh nói đúng lắm. Vậy anh làm việc trước đi, tôi đi rót nước. Được, được. Em ấy còn trẻ quá. Cô bé mới 18 tuổi, nhỏ hơn con 4 tuổi. Y tá Dương, chào anh, thế nào rồi? Tiêm chất lỏng dinh dưỡng rồi. Đứa nhỏ cũng phối hợp, chỉ là không thích nói chuyện. Chắc tôi cũng lớn tuổi, nên cũng có khoảng cách với tôi. Tôi nói mấy chủ đề với cô bé cũng không hứng thú. Không nói gì với chúng tôi, cũng không để ý tới chúng tôi. Được, tôi đi trước đây. Hay là con đi nói chuyện với máy? Con làm được không? Con cùng độ tuổi với máy, chưa biết chừng còn có chủ đề chung đấy. Trước khi tiếp xúc với người bệnh, con buộc phải hiểu được tình hình cơ bản của người bệnh. Cô bé này tên là Tạ Vũ Gia, 18 tuổi. Đêm trước kỳ thi đại học, xét nghiệm ra bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính. Vũ Gia, chào em, chị là Lâm Diệu Diệu. Hôm nay là ngày đầu tiên chị tới đây, nên muốn tới thăm em. Căn phòng của em đẹp quá. Vừa rồi chị tới các phòng khác xem, đều không ấm áp như chỗ của em. Chú thỏ của em đáng yêu quá. Chị cũng thích sưu tầm đồ chơi bày xung quanh này. Chị còn thích đặt tên cho đồ chơi của chị nữa. Nó có tên không? Chào em,
Em tên gì? Đừng chạm vào nó. Chị xin lỗi. Đây là guitar của em sao? Em biết chơi đàn guitar sao? Chị thấy con gái biết chơi đàn guitar ngầu lắm. Được được, không chạm, không chạm vào. Dù sao, từ nhỏ chị đã không có tế bào âm nhạc. Mẹ chị nói chị hát lệch tông. Vậy nên sau này chị học vẽ tranh với bố chị. Chị nghe nói thành tích học tập của em rất tốt. Sau này chắc chắn em có thể thi đỗ trường top 1. Em viết chữ đẹp thật đấy. Em biết chị không? Lúc chị học cấp 3, chính là kẻ học dốt, học rất kém. Chị liều mạng ôn tập trước kỳ thi đại học, mới vượt qua điểm chuẩn 20 điểm. Vì thế, chị rất ngưỡng mộ những người có thành tích học tập tốt như em. Chị thấy thành tích tốt có ích gì không? Thành tích tốt đương nhiên có ích rồi. Thành tích tốt có thể thi vào đại học tốt. Không giống chị không thi vào trường lý tưởng. Chị thấy em vẫn còn có thể thi vào đại học sao? Chị thấy em còn có thể sống được mấy ngày? Ý của chị là em chỉ muốn biết tại sao lại là em. Tại sao cứ phải là em? Sao thế? Vũ Gia? Không sao, mẹ ở đây mà. Chị xin lỗi. Không sao, không sao. Không sao đâu mà Vũ Gia, có mẹ ở đây, đừng khóc nhé. Con thật sự không biết thành ra như vậy. Con không cố ý đâu. Con cảm thấy như con chẳng nói gì cô bé đã khóc rồi. Con xin lỗi. Có phải con làm hỏng việc rồi không? Được rồi, dịu dịu. Mới bắt đầu nói chuyện với người bệnh, luôn không thể nắm chắc được chừng mực. Bầu bạn như vậy, cần phải hoàn toàn mở rộng tấm lòng, tiếp nhận đối phương. Phản ứng cảm xúc của cô ấy với con đều rất bình thường. Đừng trách cô bé, cũng đừng trách bản thân mình. Không đâu, con không trách em ấy. Nhưng quả thực con hơi trách bản thân mình. Bố xem, con vừa mới tới đã khiến người ta khó chịu rồi. Chẳng phải con mới tiếp xúc sao? Lần này tới trải nghiệm công việc, quan sát nhiều hơn. Đi, đi cùng với bố. Đi thôi. Vẫn nhớ Vũ Gia sao? Hôm nay gặp những người bệnh này, con mới thấy bản thân mình quá nhỏ bé, rất bất lực. Cái chết là vấn đề chúng ta không giải quyết được. Nhưng con tiếp xúc với cái chết, con mới càng trân trọng cuộc sống hiện tại của con. Con thấy công việc này của bố quá khó khăn rồi. Cuộc sống vốn không dễ dàng gì. Mang cơm đi. Nhìn lại trước đây, tiếng thở dài tràn ngập khắp bốn phương. Nhìn về tương lai, thắng lợi đang giãy tay chào đón chúng ta. Nơi này, chính là chỗ này. Nó không chỉ
là cửa hàng trò chơi bí ẩn giết người, mà là một khởi điểm cho doanh nghiệp lớn mạnh trong tương lai. Ai có thể trong thời gian vài ngày ngắn ngủi khiến trò chơi bí ẩn giết người có mặt khắp các diễn đàn? Diễn đàn Hầu tử, lần sau cậu in chữ to lên giúp tôi nhé. Lên bảng xếp hạng top 10 cửa hàng trò chơi bí ẩn giết người yêu thích nhất ở Giang Châu. Tôi xin lỗi nhé, tôi quá phấn khích rồi. Tôi thực sự khó lòng bình tĩnh lại được. Bản đồ kinh doanh của tôi rất rõ ràng. Phải khiến cửa hàng trò chơi bí ẩn giết người trở thành số 1 khắp Giang Châu. Còn phải mở rộng ra toàn quốc, toàn thế giới. Tới lúc đó, Tiểu Chiêu không còn là thư ký của tôi nữa. Cậu chính là quản lý toàn cầu của cửa hàng trò chơi bí ẩn giết người. Cậu quản lý khu vực châu Á. Cô quản lý toàn quốc. Cậu quản lý Giang Châu. Bởi vì vấn đề câu chữ. Được. Bây giờ tôi muốn nghe thử cảm nhận tài chất của mọi người. Bắt đầu buổi biểu diễn của mọi người đi. Nào, cô trước đi. Bắt đầu từ cô. Không phải, chúng ta nói nửa ngày ở đây, rốt cuộc là phải vượt qua cửa ải nào thế? Đúng thế, anh nói đi. Làm gì thế? Đây chính là lý do tại sao hôm nay tôi phải triệu tập mọi người tại đây. Các anh em, chúng ta nhất định phải hành động, phải có nhiệt huyết. Tóm lại, bước chuyển mình lớn của cửa hàng chúng ta sắp tới rồi. Sau này, bước tới huy hoàng hay biến mất hoàn toàn, phải xem trận chiến này rồi. Nói trọng tâm đi. Lão Bạch đánh giá, mọi người biết chứ? Lão Bạch, Lão Bạch muốn tới thăm cửa hàng chúng ta, hàng sau của Đại Tân. Lão Bạch, mọi người đều biết, nếu có đánh giá tốt thì tức là mở cửa có khách hàng, nằm xuống cũng có tiền. Nếu đánh giá kém, mọi người thu dọn đồ đạc, chuyển ngành thôi. Tạm biệt hoàn toàn với trò chơi bí ẩn giết người. Không phải chứ? Cái gì mà không phải chứ? Vậy tôi mở cuộc họp này để làm gì? Tiểu Chiêu, Đại Tân, cô phụ trách tiếp đón. Nhất định phải phục vụ đồ ngon. Thành bại ở trận chiến này đấy. Tôi tuyên bố, bắt đầu từ giờ phút này, tất cả mọi người đều phải bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Sàn nhà phải giữ sạch sẽ, đặc biệt là nhà vệ sinh, trang phục, đạo cụ. Mỗi ngày kiểm tra 3 lần, kiểm tra lỗi chính tả từng kịch bản. Lão Bạch, dẫn quân tới đi. Vẫn còn 15 phút nữa. Người đánh giá bình thường sẽ không tới muộn. Nhớ hết lời tôi nói chưa? Nhớ rồi. Nhất định phải nhanh mắt nhanh tay. Chỉ cần nhìn thấy đồ uống trong cốc của anh ta, sắp nhìn thấy, không hay rồi. Hôm nay tôi không muốn nghe mấy từ này nhất. Không thấy Đại Tân đâu cả. Cái gì? Tôi gọi điện thoại nhưng không nghe máy, cũng không trả lời WeChat. Bây giờ anh ta tắt máy luôn rồi. Chuyện này là thế nào? Tôi không thấy Đại Tân đâu. Địa chỉ nhà cậu ta đâu? Mau tới tận nơi tìm. Mau lên. Người giới thiệu nói anh ta ở cùng với bạn gái của anh ta, nhưng mà bây giờ họ chia tay rồi, nên tôi không biết họ sống ở đâu. Vậy cô làm cái gì kiếm sống thế? Tôi kêu cô tiếp ứng cho tôi. Cô tiếp ứng như vậy à? Cho tôi leo cây phải không? Trả tiền ít thì phải nói sớm chứ. Ông chủ cái gì? Lão Bạch tới rồi. Không phải. Đứng vào. Anh Bạch, giám đốc Trương, thực sự tuần này đã kín lịch rồi. Hay là như vậy đi, tôi sắp xếp cho anh vào tuần sau. Tôi hiểu. Bây giờ tôi có chút việc, chuyện đó tôi không nói với anh nữa. Cứ như vậy đi. Được. Giám đốc Giang phải không? Đúng, anh gọi Tiểu Giang là được. Lòng trọng quá đấy, điều nên làm thôi. Quay phía trên đi. Nào. Vào đội hình. Cô tránh ra, vào đội hình. Mọi người chụp ảnh đi.
chất liệu trang phục rất quan trọng. Nếu làm không tốt sẽ trông rất rẻ tiền. Được, anh yên tâm. Tổng thể cũng được lắm. Điều nên làm mà. Anh xem thử. Đây đều là bản mới nhập của chúng tôi. Anh có thể chọn ra không? Anh không chọn được đâu. Giảm giá 20% toàn bộ cửa hàng. Được, anh không cần giới thiệu cho tôi. Tôi hy vọng kịch bản này có thể đặc sắc như nội dung tấm tắc của anh vậy. Anh yên tâm đi, không phải. Phải đặc sắc hơn thế. Nhất định rồi, thì chúng ta lên tầng thôi. Lên, lên, lên thôi. A Lạc, dẫn anh ấy đi. Mau lên, đi theo, đi theo. Chào hỏi chút nhé. Anh Lương, nào nào, mời anh. Tôi xin lỗi, tôi nói anh nghe, anh cứ yên tâm đi. Chậm thôi, chậm thôi. Bận xong giai đoạn này, tôi nhất định sẽ đánh giá cẩn thận lại cho cậu. Để ý nhé. Tiểu Chiêu, bây giờ cô mau chóng kéo dài thời gian đi. Tôi sẽ nghĩ cách. Nghĩ điều đó làm gì, mau đi đi. Anh, nếu em cho Hạo Tử leo cây thì cửa hàng của họ xong đời rồi. Tôi muốn để cậu ta xong đời. Tối nay cửa hàng họ có buổi đánh giá, như vậy không hợp lý đâu. Hay là em làm xong vụ này sẽ xin nghỉ việc. Cậu đừng quên, tôi dẫn cậu vào nghề này. Cậu mau chóng tới cứu tôi đi. Tôi trả gấp đôi được không? Không phải, cậu đổi ca cũng được à? Cậu đổi ca đi. Gấp ba, gấp ba. Tôi cho cậu gấp ba được không? Tôi xin cậu đấy. Mau lên đi. Tôi thật sự lo chết mất. Mau lên đi. Mau lên giùm tôi đi. Còn không biết dẫn chương trình có tốt hay không, nhưng khung cảnh cũng khá phô trương đấy. Phô trương? Mấy người nước ngoài phương Tây tổ chức tăng sự đều có hình thức này. Chỉ là sắp xếp những thứ hào nhoáng bên ngoài. Anh nói như vậy, giám đốc Giang đã tốn không ít công sức để đón tiếp anh. Cô đừng nói mấy lời vô nghĩa với tôi. Chúng tôi tới chơi giải trí. Cứ tiếp tục đợi như vậy, chúng tôi có thể thành tiên luôn đấy. Anh đừng nóng vội. Người dẫn chương trình của chúng tôi bị tắt đường. Chắc không phải dẫn chương trình của các cô bất ngờ cho leo cây nhà chỗ khác à? Không thể nào, chúng tôi đều có quy tắc nghề nghiệp. Bỏ đi, không đợi nữa. Trả tiền, chúng ta đi. Đừng mà, anh đã tới đây rồi. Anh đợi thêm chút nữa đi. Thật đó, tới rồi, dẫn chương trình tới rồi. Đang hóa trang. Nào nào, mọi người ăn hoa quả trước đi. Ăn hoa quả, ăn hoa quả. Nào, anh Bạch ăn hoa quả đi. Tôi đã giúp anh. Được, ăn chút hoa quả. Ăn hoa quả trước đi. Các cô quá đáng thật. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Đã đợi bao nhiêu thời gian rồi. Sắp tới rồi. Thực sự xin lỗi, sẽ không để anh thất vọng đâu. Ông chủ. Ông chủ, xong rồi, xong rồi. Chị Tiểu Chiêu không giữ chân được nữa rồi. Lão Bạch muốn rời đi rồi. Không cản được thì cản tiếp đi. Cô hỏi tôi làm gì? Cô mau đi đi. Đừng làm phiền tôi nữa. Mau đi đi. Phiền quá. Chẳng phải đang có hoạt động sao? Hạo Tử, Hạo Tử, nghe điện thoại đi chứ. Cậu làm gì mà ngồi đây thế? Cậu đừng nói chuyện. Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu lẩm bẩm suốt thế? Đại Tân cho mình leo cây rồi. Bây giờ người đánh giá tới đang ngồi bên trong. Tất cả người dẫn chương trình mình biết đều không rảnh tối nay. Cửa hàng của mình sắp xong rồi. Đến mức đó không? Chỉ là dẫn chương trình trò chơi thôi mà. Cậu hiểu gì chứ? Cậu nói nóng với mình làm gì? Mình, đừng nóng vội. Hạo Tử, kịch bản gì thế? Chưa biết chừng hai chúng tôi có thể chữa cháy đấy. Hai cậu có thể chữa cháy gì cho tôi chứ? Tôi nhớ ra rồi. Lúc chúng ta đánh giá từng chơi kịch bản kia rồi. Ai kia, mau lên. Mau lấy kịch bản đánh giá kia qua đây. Mau lên. Lúc đó, Tiểu Kỳ diễn Mộng Trúc, Tây Châu diễn Tàu Dĩ. Cuối cùng Tây Châu để hung thủ ra ngoài. Nhớ ra chưa? Ông chủ, ông chủ, kịch bản tới rồi, tới rồi. Xem đi, chính là cái này. Nhớ rồi chứ? Có phải cái này không? Mau chóng ôn tập đi. Anh đừng nóng vội. Chúng tôi rất nhiều việc. Dẫn chương trình của chúng tôi sắp tới rồi. Ngày nào tôi cũng bận dắt chân lên cổ mà chạy. Làm lỡ thời gian ở đây làm gì chứ?
ở chỗ này, cái chỗ tồi tàn gì thế? Sao còn ngắt điện nữa chứ? Đừng nóng vội, để tôi đi xem thử. Ai thế? Chuyện gì vậy? Ở đó làm gì? Mau tắt đi. Trời ơi, chạy đi đâu chứ? Vụ làm ăn mới của Hạo Tử càng vào cuối tuần càng bận, không bận tâm tới chúng ta nữa rồi. Diệu Diệu, chẳng phải chọn chủ đề xong rồi sao? Sao lại chao mày như thế? Tiến triển không thuận lợi sao? Không phải vấn đề thuận lợi hay không? Mình và lão Lâm đi một vòng ở phòng an dưỡng cuối đời, Mình cảm thấy lòng mình như nghẹn cái gì đó không thoát ra được. Cậu xem bình thường, mình làm việc bận rộn mệt mỏi, cái miệng của mình lại không nói được nữa, ngậm miệng lại thì cảm giác chết liền. Nhưng trước giờ mình chưa từng nghĩ là một người thực sự đối mặt với cái chết lại bất lực như vậy. Vì thế lần này mình không chỉ đơn giản muốn làm một chương trình, mà mình còn rất muốn giúp họ làm việc gì đó. Bố cậu, sao thế lão Lâm? Diệu Diệu, hai ngày nay con có bận không? Nếu có thời gian thì tới đây một chút đi. Hôm nay Tiểu Vũ Gia bất ngờ hỏi bố, sao chị gái lần trước vẫn chưa tới đây? Vũ Gia sao? Em ấy nhắc tới con sao? Bố chắc chắn em ấy muốn gặp con sao? Chính là ý này. Hiếm khi con bé chủ động mở miệng nói chuyện, chưa biết chừng gặp con còn có thể nói chuyện đấy. Con tới đây nói chuyện với con bé đi. Được, không thành vấn đề. Bây giờ con qua đó. Sao thế? Có bệnh nhân đồng ý gặp mình. Bây giờ mình tới đó ngay. Mình đi với cậu. Không sao, không cần đâu. Mình quên mất cậu là học bá, chưa biết chừng còn có ích. Mau đi theo mình. Alo, alo Yến Tử, gần đây thế nào rồi? Làm ăn được không? Mình thấy dòng bạn bè của cậu quảng cáo suốt. Khá tốt, khá tốt, làm ăn cũng được. Thắng Nam, cái gì nhỉ? Chẳng phải tuần trước mình phải trả tiền cho cậu sao? Chỗ mình mấy ngày nay làm ăn cũng được, lại có một lô hàng mới, lần này không xây vốn được. Cậu yên tâm đi, tuần sau nhất định sẽ trả tiền cho cậu. Được, tuần sau chính là từ ngày 14 tới ngày 21, cậu phải trả cho mình. Đúng, chính là ngày này. Thắng Nam à, cái gì nhỉ? Cậu có thể giúp mình thêm một việc không? Cậu muốn mượn tiền à? Không phải, chẳng phải chỗ mình lại có lô hàng mới sao? Mình nhân lúc giá cả thấp nhất muốn tích chút hàng. Nhà tụi mình thực sự quá nhỏ, cả đống hàng không mở được cửa nữa. Mình nghĩ có thể chia bớt hàng để ở nhà cậu một chút, được không? Mình phải bàn bạc với chồng của mình một chút. Mình chỉ để vài ngày thôi, cậu yên tâm đi. Mình để hàng ở nhà cậu rồi, cậu còn không lo mình trả tiền sao?
Được, cậu đưa tới đây đi. Bạn yêu à, cảm ơn cậu nhé. Sau này mình nhất định sẽ mời cậu ăn cơm. Vũ Gia, chẳng phải con muốn hỏi xem chị gái tới hay chưa sao? Chị ấy tới rồi, con lại không để ý tới người ta. Mấy thanh niên các cháu nói chuyện trước đi, dì đi rửa hoa quả cho mấy đứa. Cháu cảm ơn dì. Đáp án là 6. Anh đoán sao? Anh dùng cách XY Wins. Em có thể tính như vậy. Chuột dọc này là Y hoặc X, mà chỗ này là Y hoặc Z. Vì thế có thể biết được chỗ này nhất định không phải là Z. Phép phản chứng. Đúng thế. Người trong nghề nhỉ. Vũ Gia, anh ấy là tiền tâm nhất. Năm đó là trạng nguyên khoa vật lý khóa tụi chị, thi vào khoa vật lý của Đại học Thanh Hoa. Sau đó còn tới Đại học Zurich làm sinh viên trao đổi. Sau này nếu em có vài chỗ không hiểu, có thể trao đổi nhiều hơn. Anh có thể ra nước ngoài. Anh còn có thể tới Bắc Kinh. Tốt thật. Ngưỡng mộ anh thật. Em muốn tới Bắc Kinh sao? Không chỉ có vậy, em còn muốn tới rất nhiều nơi. Từ nhỏ em đã lớn lên ở Giang Châu, nên em rất tò mò về thế giới bên ngoài kia. Rốt cuộc nó trông như thế nào? Em chỉ được đọc trong thơ ca. Em rất tò mò. Cỏ dại bên cầu Chu Tước, hoàng hôn bên cửa ngõ Ô Y. Em muốn ngắm nhìn Tây Hồ nước mênh mông ngập tràn ánh nắng, màn núi mênh mang mưa rơi lạ kỳ. Em muốn leo núi Thái Sơn, kỳ quan của tạo hóa, âm dương cắt ngang bình minh. Em còn muốn tham quan Tam Hiệp, có núi Du Hiệp kẹp giữa trời xanh, sông Ba Thủy chảy dắt ngang. Những nơi này được miêu tả đẹp biết bao. Đáng tiếc em không có cơ hội ngắm nhìn nữa. Mình không sao. Chỉ là mình tự nhiên nhớ tới lúc chúng ta học cấp 3. Lúc đó, cậu còn nhớ không? Đầu óc chúng ta chỉ toàn những ước mơ, cảm thấy tương lai có rất nhiều khả năng vô hạn. Nhưng cậu thấy tương lai của Vũ Gia thế nào? Bây giờ em ấy chỉ có thể ở trong phòng bệnh. Đối với em ấy mà nói được ra ngoài, đi lại như chúng ta đã là một ước muốn xa xỉ. Đừng bi quan như vậy, rồi sẽ có cách thôi. Nhưng bây giờ thời gian rất quý giá với Vũ Gia, chúng ta không thể chậm trễ thêm nữa. Mình thật sự rất muốn giúp em ấy, nhưng bây giờ mình không biết phải làm thế nào. Sao thế? Muốn từ bỏ sao? Đương nhiên không muốn rồi. Nhưng vấn đề là bây giờ trước mắt chúng ta chỉ là một bức tường, không có đường nào để đi. Dịu dịu, chỉ cần cậu quyết định, dù đối mặt với điều gì, mình cũng sẽ luôn ở bên cậu. Cùng mình đâm vào tường sao? Cũng không phải không được. Chuyện gì thế này? Không phải là em mua đấy chứ? Mua nhiều món đồ này làm gì?
Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? Cấu cấu, con nói bố nghe, chuyện này là thế nào? Bạn của em muốn để ở nhà chúng ta vài ngày. Để ở nhà chúng ta làm gì chứ? Chiếm diện tích quá. Bố, trong này là cái gì thế? Chắc là đồ ăn thôi. Con có thể ăn được không? Chúng ta không ăn đồ của người khác. Bố nấu món ngon cho con ăn. Đây là Lego à? Ừ. Tâm Nhất, có Lưu Vu không? Giao cho tôi một cái đi. Tôi vẫn luôn muốn đi mà không được. Chị nói cái gì? Tôi nói có Lego Lưu Vu không? Chẳng phải tôi bận rộn suốt sao? Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Không phải. Cậu đừng tự trách. Tôi cũng vừa mới nói. Dịu dịu, mình nghĩ ra cách rồi. Cậu đợi mình chút. Muộn vậy rồi còn ra ngoài sao?